Chương trình ngày mới tiếp nối với dòng thông tin được chuyển tải trên các báo. Trước hết là thông tin kinh tế do báo Dân Trí đăng tải. Phóng viên báo ghi nhận, những ngày gần đây có hiện tượng một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh, tập trung tại Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk. Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân chính là từ cuối năm 2021 đến nay, các chi phí kinh doanh xăng dầu tăng mạnh, các doanh nghiệp đầu mối không nhập được hàng, chiết khấu thấp. Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu và thực hiện kế hoạch phân giao tổng nguồn, hạn mức nhập khẩu tối thiểu để được Bộ phê duyệt để đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường. Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã phối hợp, rà soát và thống nhất sẽ điều chỉnh tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy về cảng và mức premium trong nước trong giá cơ sở mặt hàng xăng dầu và kỳ điều hành giá xăng dầu vào ngày 11 tháng 10. Liên quan lĩnh vực xuất khẩu, báo Vietnam Airlines có bài Trung Quốc, Mỹ mạnh tay mua vào, xuất khẩu cá tra thu nhiều tiền chưa từng có. Theo nội dung bài viết, chỉ trong tháng 9 năm nay, giá trị xuất khẩu cá tra gần chạm mốc 2 tỷ đô la Mỹ, thiết lập kỷ lục lịch sử kể từ khi con cá này xuất ngoại. Báo VietNamNet ghi nhận, giá trung bình xuất khẩu cá tra sang các thị trường trong 8 tháng năm nay đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự báo nhu cầu nhập khẩu cá tra của các thị trường sẽ tăng trở lại vào một vài tháng tới. Theo đó, biến động tăng trưởng vẫn phụ thuộc vào hai thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Mỹ. Báo Thanh Niên có một thông tin đáng quan tâm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước hôm 7 tháng 10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn. Báo Thanh Niên đưa tin, về việc này Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Qua thông tin trên báo Thanh Niên, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Thưa quý vị, thêm một chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines vừa phải quay đầu hạ cánh để cấp cứu hành khách. Một chuyến bay khác đang chuẩn bị cất cánh cũng phải quay lại nhà ga do hành khách có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tin, liên tiếp những ngày qua, máy bay của hãng hàng không Việt Nam đã phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp hoặc tạm hoãn khởi hành vì lý do liên quan đến sức khỏe của hành khách. Hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách, đặc biệt là các hành khách có các bệnh mãn tính, hành khách có tiền sử các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, chủ động theo dõi và đảm bảo tình hình sức khỏe trước khi thực hiện chuyến bay. Hành khách nên mang theo thuốc dự phòng được bác sĩ kê đơn để có thể sử dụng trong trường hợp cần thiết.